Một cốc như thế này là 4.000 won. 4.000 won khoảng 80.000 tiền Việt Nam đồng. Và rất là đẹp đúng không ạ? Và hy vọng nếu mà các bạn nào ở Hàn Quốc hay là ở Việt Nam không biết là đã có thử trà sữa này chưa. Tuy nhiên thì nên thưởng thức một lần, rất là ngon và rất là đẹp. Đặc biệt là hợp cho những cái bạn thích tự sướng và chụp ảnh đó. Hôm nay mình đi bắt chen các bạn ạ. Ở Hàn Quốc thì có một cái loại chen của cái trà sữa chân dài. Và đây là cái trà sữa chân dài ở Hàn Quốc có rất là nhiều loại đúng không? Các bạn có thể nhìn đây. Đây cái này của phải chị có đến 20-30 loại trà sữa đó. Và sau khi order thì mình đã order được 2 cốc. Cảm ơn cốc và chị hàng xóm 1 cốc. À, hai chị em thì thỉnh thoảng mua cảnh buồn buồn ra mua trà sữa uống như thế này. Uống nhiều thì có lẽ là béo, tuy nhiên uống nó thành nghiện các bạn ạ. Lâu lâu là cứ phải uống một cốc, không thì nghĩ tới mà thèm. Đó, bây giờ phải selfie tự sướng trước. Đây là bệnh nghề nghiệp của chị em chúng mình đúng không ạ? Như mình là một người rất là thích tự sướng và chụp ảnh. Vì vậy là có cái gì mới, có cái gì đẹp là mình đều chụp ảnh lại, lưu lại những cái khoảnh khắc trong cuộc sống và thưởng thức những cái điều thú vị, trải nghiệm những cái điều mới mẻ. Đây là sở thích của mình. Và một cốc trà sữa như thế này thì thực sự rất là ngon. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu đến các bạn là đây là lần đầu tiên em mua cái trà sữa này ấy chị. Chị cũng mua lần đầu tiên đúng không? Ừ. Cái của chị là cái gì vậy? Trà đào thạch dừa. Trà đào thạch dừa, nhìn đẹp với thấy. Ôi thạch dừa nhiều mà. Thạch dừa nó nhỏ quá. À cái đấy hả? Chứ không phải cái viên to to này hả? Không, luôn là đá. Thạch đá. Dừa nhỏ này. Rồi, nhìn ngon chưa? Rất là dài. Nhìn rất là đẹp. Không biết là ai đi thiết kế ra cái mẫu này không biết, được người Hàn rất là ưa chuộng. Và bây giờ bên Hàn thì cái kiểu trà sữa như thế này thì đang rất là hot. Mọi người rất là thích uống. Đây lần đầu tiên mình đi mua đây, một cốc này là 5.900 won, tương đương với khoảng 120.000 tiền Việt Nam đồng. Một cốc như này 120.000 tiền Việt Nam đồng. Còn cốc của chị ấy là 4.000 won. Cốc này 4.000 won khoảng 80.000 tiền Việt Nam đồng. Trời ơi, tính ra thì đắt nòi đây chứ. Tính ra thì đắt nòi đây chứ. Đó. Bây giờ phải đi kiếm một chỗ nào đẹp đẹp rồi ngồi thưởng thức đây. Đẹp quá đi. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một món trà sữa rất là thịnh hành và đang là trend ở Hàn Quốc, rất được giới trẻ yêu thích và mọi người ai ai cũng mua một lần để uống. Mình thì đã thấy cái trà sữa này rất là nhiều ở trên mạng rồi, tuy nhiên thì đây là lần đầu tiên mà mình mua và thưởng thức tại cái nơi mình ở. Trà sữa này được có một đặc điểm là khá là đẹp và thiết kế thì rất là bắt mắt, cho nên là đang được mọi người yêu thích. Cái này thì có rất là nhiều các vị khác nhau và rất là nhiều những cái màu khác nhau, rất là đẹp. Và hôm nay thì mình mua đây là hốc tăng milk tea là một loại giống như là một loại đường đường vàng, họ nấu theo một cách nào đó, sau đó đường màu họ đổ vào cùng với sữa, họ trộn lên. Không biết là vị như thế nào thì tí nữa mình sẽ uống thử, tuy nhiên thì mình sẽ giới thiệu cái bên ngoài. Họ làm bằng một cái loại vỏ chai rất là đẹp như thế này, và bên dưới có cả trân châu. Đây cái đường vàng thì nó sẽ đen đen như thế này và nó không bị đổ ra, nếu mà bạn dốc xuống như thế này thì sẽ không bị đổ, rất là tiện lợi cho cái việc mình mắc như thế này, cho cái vị trà sữa nó được đều và nó được đẹp. Rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và một cốc trà sữa như thế này thì mua là 5.900 won, tương đương với khoảng 120.000 tiền Việt Nam đồng. Và bây giờ mình sẽ uống thử xem là vị nó như thế nào nhé. Bắt đầu là mở cái nắp này ra nè, sau đó lấy cái đây, ống hút cũng rất là dài. Không biết ai thiết kế ra cái này rất là ok, đẹp. Cho vào và uống thử. Cũng không tệ lắm, rất là ngon. Mình thì mình đã bảo họ là cho ít cái đường đen này, tại vì cho nhiều cái đường đen này vào sẽ rất là ngọt, cho nên là mình đã họ nói họ cho ít, và bây giờ vị này uống rất là hợp với mình và mình rất là thích. Đã quá. Vị trà sữa rất là ngon, vừa và không ngọt lắm, không quá ngọt, mình là không thích uống ngọt. Trân châu ăn cũng rất là mềm và dễ ăn, vị rất là ngon và ngậy. Mình rất là thích một cốc trà sữa như thế này. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu thêm cốc trà sữa của chị gái nhé. Đổi nào chị ơi, cho em mượn một tí.
đó. Ok. Và đây là cốc trà sữa của chị gái. Cốc trà sữa của chị gái là trà gì nhỉ? Trà đào đúng không? Trà đào thạch dừa. Trà đào thạch dừa đó. À, thì màu nó sẽ có màu trà đào như thế này. Uống thế nào chị, vị như thế nào? Chua chua ngọt ngọt. Có ngon không? Chua chua ngọt ngọt thấy ok không? Đó, chị cũng thấy ok, vị cũng khá là ok, khá là ngon. Và nhìn thấy rất là bắt mắt ở bên dưới này, thạch nó cho rất là nhiều và thạch nhỏ nhỏ như thế này. Và cái cốc trà sữa này có đặc điểm thì hơi dài một chút, xem là hơn găng tay khoảng 25cm đó. Nhỏ. 25cm đấy, khá là dài. Và uống thì vị cũng rất là ngon, đối với mình thì mình cũng khá là hợp. Mình chọn cái vị trà sữa này rất là hợp với mình, rất là thích. Bây giờ mình sẽ thưởng thức đây. Chúc các bạn một ngày vui, nhớ đăng ký kênh và like video với mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.